Ở Triệu Sơn, hầu hết các tuyến đường đều được mở rộng theo tiêu chí. Đường huyện rộng tối thiểu 10,5m, đường xã rộng tối thiểu 7,5m, đường thôn rộng tối thiểu 6,5m và đường ngõ xóm rộng tối thiểu là 4,5m. Các tuyến đường này đều đảm bảo xe ô tô ra vào được và thậm chí quay đầu dễ dàng. Kể ra như ngày xưa mà chương trình nông thôn mới ta chưa có thì cái đường như cái đường của chúng tôi đây là chỉ khoảng tầm 3,5-4m thôi. Thì đổ bê tông chỉ được có 3,5m thôi. Nhưng đến bây giờ thì cái chương trình nông thôn đổi mới của Đảng nhà nước đưa ra thì thôn ta đâu còn thôn chúng tôi gọi là mở đường ra 6,5m. Trước đây là bình thường là khó đi. Nhưng bây giờ xe về quay đầu trong làng là bình thường. Sau 20 tháng thực hiện nghị quyết số 12, huyện Triệu Sơn có hơn 15.500 hộ tham gia hiến đất với tổng diện tích 48,9 ha. Từ đó các địa phương đã mở rộng được trên 462 km đường giao thông nông thôn. Đáng chú ý, ở tất cả 254 thôn trong huyện đều có hộ gia đình hiến đất. Các hộ dân còn tự nguyện phá dỡ nhiều công trình kiến trúc, tường rào của gia đình để cho những con đường được rộng mở. Đến nay, tổng giá trị đất được hiến để làm đường giao thông khoảng 3.000 tỷ đồng. Sau khi mà vận động rồi thì gia đình nói chung là cũng thống nhất mà làm. Đây là tôi làm đầu tiên đi, của cả thôn cả xã. Làm đường cái này nói chung là cái thay đổi cái mặt của nhân dân, nói chung là đường xá nói chung là nó thay đổi, nó sang càng nó đẹp. Cái thứ hai là phục vụ cái giao thông vận tải, nó là chở hàng hóa của trong thôn trong xóm, nói chung là của nhân dân nó cũng thuận lợi. Bước vào thực hiện nghị quyết số 12, thời gian đầu hầu hết các địa phương trong huyện đều gặp khó khăn bởi liên quan đến nhiều hộ gia đình, ảnh hưởng trực tiếp đến lợi ích kinh tế của họ. Trong bối cảnh giá trị đất đai tăng cao, tuy nhiên thì cùng với việc làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, cấp ủy chính quyền huyện Triệu Sơn đã phát huy vai trò tiên phong gương mẫu của cán bộ đảng viên. Với phương châm đảng viên đi trước, làng nước theo sau, nhiều cán bộ đảng viên đã chủ động tự nguyện hiến đất, phá dỡ công trình, tường rào của gia đình và trực tiếp tham gia ngày công lao động, hỗ trợ các gia đình khác. Tôi đã có ý kiến với anh em là nhân dân đang còn phải bỏ tiền của ra làm được, huống hồ gì mình không dành thời gian và công sức của mình xuống làm. Thì tôi mua 7 cái bay chia cho anh em cán bộ công chức, mỗi người một cái, trong đó bản thân tôi một cái. Và xuống làm cùng với gia đình nhà ông Đạt là nhà đầu tiên, vì gia đình hiến đất rất là nhiều, trong khi đó là dưới cái ao sâu những 2,5m là phải xây từ dưới ao xây lên. Sau đó thì tiếp tục một số hộ nữa neo người thì cũng các thôn đề nghị. Thì tôi nói với các thôn là nhân dân cứ đồng ý là chúng tôi đến được và chúng tôi đã đến. Khi mà triển khai nghị quyết này thì cũng tỏ rõ ra được rất nhiều cái vấn đề. Một là đánh giá được cán bộ, chỗ nào mà hiệu quả cao, chỗ nào mà người dân đồng thuận thì chứng tỏ ở đó là cán bộ làm hết trách nhiệm, cán bộ tâm huyết, cán bộ bám sát cơ sở. Thứ hai nữa là cũng thấy được là cộng đồng dân cư đồng tình ủng hộ. Cái này sau nghị quyết này thì nó được rất là nhiều. Không chỉ những là mở rộng đường giao thông nông thôn để đáp ứng cái nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân, rồi sáng xanh sạch đẹp, người dân được thụ hưởng mà còn được rất nhiều các cái việc khác. Không chỉ tạo được phong trào mạnh mẽ và đem đến những lợi ích vật chất to lớn, sau gần 2 năm thực hiện nghị quyết 12 của Ban chấp hành Đảng bộ huyện đã giúp cấp ủy chính quyền và đoàn thể các cấp trên địa bàn huyện Triệu Sơn đúc rút nhiều bài học kinh nghiệm giá trị, từ đó nâng cao năng lực lãnh đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn hiện nay.